những tưởng chỉ đau đầu làm thế nào cho con thi được điểm cao thì giờ đây trong cái nắng oi bức của Hà Nội, nhiều bậc phụ huynh vẫn chấp nhận xếp hàng từ nửa đêm để cho con có tấm vé vào lớp 10. Đây có thể coi là một cuộc chiến cam go giữa các bậc phụ huynh vì ai cũng mong con em mình có được một suất học trong ngôi trường mơ ước. Tại cổng trường trung học phổ thông Hoàng Cầu, rất nhiều phụ huynh đồng hồ mới chỉ điểm 1 giờ sáng ngày 5 tháng 7, thế nhưng đã có hơn 100 phụ huynh có con trượt lớp 10 công lập đã vây kín cổng trường với mong muốn giành được một suất nộp hồ sơ cho con vào lớp 10 năm nay, nhiều người cho biết họ đã có mặt từ tối ngày hôm qua và mang theo ghế nhựa, nước uống thức xuyên đêm để nộp hồ sơ cho con. Là một trong những phụ huynh có mặt tại điểm trường Trung học phổ thông Hoàng cầu từ chiều tối qua, chị Hoàng Thu Hà, Thái Hà Đông Đa Hà Nội cho biết, theo thông báo trường Trung học phổ thông Hoàng cầu sẽ phát phiếu đăng ký nộp hồ sơ xin học từ 6 giờ sáng ngày mùng 5 tháng 7 nên chị hy vọng xếp hàng từ đêm để con chị có cơ hội vào học ở trường. Nếu tôi mất lượt thì không biết rằng cháu sẽ học lớp 10 ở đâu. Trao đổi với báo chí bà Nguyễn Thị Lan Phương, hiệu trường trường Trung học phổ thông Hoàng Cầu Hà Nội cho hay, năm nay trường Trung học phổ thông Hoàng Cầu sẽ nhận hồ sơ trong khoảng từ 450 đến 495 học sinh, chỉ tiêu được giao là 495. Chúng tôi cũng không biết phụ huynh có đến đủ với chỉ tiêu hay không. Về cơ bản nhà trường hỗ trợ hết sức để phụ huynh thuận lợi trong việc dự tuyển cho con em mình. Cùng chung tình trạng tại cổng trường Trung học phổ thông Tạ Quang Bửu Hà Nội cũng đông nghẹt người từ 8 giờ tối ngày mùng 4 tháng 7. Nhiều vị phụ huynh mướt mát mồ hôi cho biết thậm chí để chắc ăn, họ còn xếp hàng ở đây từ tận đêm hôm trước. Dù biết 8 giờ sáng trường mới mở cổng cho phụ huynh vào, thế nhưng do tỷ lệ học sinh muốn theo học tại ngôi trường này quá cao, nên vì tương lai con em mình, nhiều bậc cha mẹ chấp nhận xếp lót lốt, ăn uống tại cổng trường chờ đến giờ nộp hồ sơ. Có mặt tại cổng trường từ tối ngày 4 tháng 7, chị Hồng Nhung ở quận Hoàng Mai cho biết phải xin nghỉ làm trước giờ chiều hôm trước để về nhà chuẩn bị nước, quạt, đồ ăn còn ra xếp hàng. Trường Trung học Phổ thông Tọa Công Bửu năm nay tuyển sinh theo 3 hình thức, xét tuyển thẳng, xét tuyển học bạ và xét tuyển bằng điểm thi lớp 10 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Với hình thức xét tuyển thứ ba, trường đưa ra mức điểm chuẩn là 38,5. Tuy nhiên, trường không cho biết cụ thể chỉ tiêu xét tuyển. Theo thông báo đưa ra ngày mùng 2 tháng 7, trường nhận hồ sơ từ 8 giờ sáng ngày mùng 5 tháng 7 và dừng tiếp nhận khi đủ chỉ tiêu. Nhìn khung cảnh các bậc phụ huynh đứng nằm ngồi la liệt tại các vỉa hè trước cổng trường chờ nộp hồ sơ cho con, không ít người tỏ ra quan ngại. Nhiều người đặt câu hỏi lãnh đạo giáo dục thủ đô nhìn cảnh tượng này có sót cho phụ huynh và học sinh sau các trường tư không nộp hồ sơ rồi thông báo điểm chuẩn vào mà lại nhận cho đến hết chỉ tiêu sau các trường không chấp nhận phương án nộp hồ sơ online